Thưa quý vị và các bạn, Yên Lạc là một vùng quê giàu truyền thống lịch sử văn hóa và anh hùng cách mạng. Nơi đây nổi tiếng với khu di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu với 4 tầng văn hóa đánh dấu sự phát triển rực rỡ của người Việt cổ và nền văn minh lúa nước sông Hồng. Chính nơi đây cũng đã lưu giữ được nhiều sản vật quý từ xa xưa qua những món ăn và qua những nguyên liệu rất giản dị và gần gũi như gạo, đậu tương, lạc, hành, thịt lợn với gia vị và qua bàn tay khéo léo tài hoa của người dân nơi đây thì đã trở thành những món ăn truyền thống rất hấp dẫn, ngon, lành và đậm đà bản sắc của quê hương. Ngoài những món như nem chạo của xã Tam Hồng, rồi là bánh đúc của làng Đinh Xá, xã Nguyệt Đức, bánh khoai của xã Yên Đồng, thì Yên Lạc còn nổi tiếng với bánh hành tay mèo của làng Tiên của thị trấn Yên Lạc. Trang địa phương huyện Yên Lạc hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng về làng Vĩnh Tiên, nơi thị trấn phố huyện, để chúng ta cùng thưởng thức món bánh hành tay mèo của làng Kẻ Mỏ xưa và xem cách họ chế biến món ăn truyền thống này như thế nào. Làng Vĩnh Tiên thuộc thị trấn Yên Lạc. Người dân làng Vĩnh Tiên không ai biết chính xác nghề làm bánh hành có từ khi nào. Chỉ biết rằng ngày nay con cháu trong làng vẫn hàng ngày hàng giờ tiếp nối truyền thống ấy, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng bánh. Lý giải vì sao đặt tên là bánh tai mèo, cụ Điển năm nay đã 84 tuổi cho biết. Vì hình dáng của loại bánh này nhỏ, giống tai con mèo nên các cụ từ ngày xưa đã gọi đó là bánh tai mèo. Và cho đến ngày nay, mặc dù đã có thêm nhiều kiểu dáng nhưng vì ưa thích món quà quê này nên người ta vẫn gọi tên là bánh tai mèo hay bánh hành. Trải qua thời gian và đáp ứng nhu cầu của các thực khách, bánh hành làng Vĩnh Tiên đã ngày càng đa dạng về chủng loại. Từ bánh hành với hình dáng tai mèo truyền thống, người dân Vĩnh Tiên đã có thêm loại bánh tròn. Với người dân làng Vĩnh Tiên nói riêng và người dân trong huyện Yên Lạc nói chung, bánh hành đã trở thành món ăn ngon, quen miệng và rất phổ biến, đã trở thành thương hiệu riêng của làng Vĩnh Tiên. Đây là gia đình anh Đại, chị Mai ở thôn Một Tiên, một trong những gia đình có truyền thống lâu đời với nghề làm bánh hành và cũng nổi tiếng là làm bánh ngon. Chúng tôi đến khi gia đình anh chị đã bắt đầu cho những mẻ bánh mới theo đơn đặt hàng của khách. Theo kinh nghiệm của anh chị, để làm bánh hành dẻo, trắng ngần, thơm ngon thì trước tiên phải chọn được loại gạo tẻ ngon, trắng, hạt gạo đều. Để khi nghiền thì bột mịn, bánh dẻo. Nhân làm bánh phải là thịt lợn mông sấn, hành phải là hành lá được trồng trên đồng đất làng Vĩnh Tiên, thị trấn Yên Lạc. Bánh thì mình phải chọn cái loại thịt mông, mà mông là phải mông sấn để cho nó đảm bảo là nó ít mỡ và ít cái bì nè. Mà thịt thì phải tươi. Hành của nó là mình phải chọn hành, mà cái hành này là được trồng trên cái đất phà cát của làng. Đấy, thì là cái bột là cái cây hành này nó phát triển là rất đẹp, mà nó có một cái hương vị là của đất thuần tiền. Trước đây, người làm bánh phải giã bột hoặc xay tay. Ngày nay, phần lớn các hộ làm bánh ở làng Vĩnh Tiên đều dùng máy nghiền thành bột nước rồi đem nấu đến khi có độ kết dính cao và bột chín trong thì đem ra nặn bánh. Nhân bánh được làm sẵn bằng thịt lợn có lẫn chút mỡ, tẩm ướp với lá hành và một số gia vị khác như muối, hạt tiêu, mì chính. Khi nặn phải kết hợp khéo léo và thuần thục giữa các đầu ngón tay để bánh dẻo tròn đều, không nứt vỡ và có độ dày mỏng đều nhau. Lấy bột nhỏ, lấy hai ngón tay cái, ấn sâu mỏng bột như thế nào, xong rồi là cho nhân, mình bóp bịp, bốn đầu ngón tay bóp bịp thành hình tay mình. Bánh sau khi được làm xong sẽ được đưa vào nồi hấp cách thủy khoảng 30 phút. Trong thời gian đó, lửa phải để to để đảm bảo chất lượng bánh. Khi nào thấy hơi nước bốc thẳng là bánh chín. Sôi nước xong thì là mình bắt đầu cho bánh vào. Cho bánh vào sôi thì thời gian là khoảng 30 phút thì là bánh sẽ chín. Thế mình nhận biết bánh chín là mình thấy là cái hơi ở cái mặt nồi đấy là nó lên đều. Và bắt đầu có mùi bánh chín thì nó có mùi thơm của bánh, nó lượn
bước vào cái mùi vị là bánh nó chín nó sẽ có mùi thơm. Thì lúc đó là bánh chín là mình sẽ cho ra được. Bánh khi chín có màu trắng trong. Khi ăn bánh, người ăn cảm thấy vừa dẻo, mát giòn, vừa có mùi thơm và vị đậm đà của bột quyện trong mùi nhân hành thịt. Đặc biệt khi nấu, lượng mỡ nhỏ của nhân ngấm đều cả chiếc bánh giúp cho bánh không bị dính vào nhau, tạo ra vị béo mà không ngán. Người ăn chỉ biết no mà không biết chán. Bánh hành hay bánh tai mèo làng Vĩnh Tiên khác với các loại bánh hòn nhân hành mỡ trong khu vực. Bởi được làm bằng chính loại hành lá trồng trên đất làng Vĩnh Tiên, nên nó có hương vị rất đặc trưng. Không chỉ là món quà quê, bánh tai mèo cũng đã được đưa vào tiệc cưới, tiệc chiêu đãi hay cỗ bàn trong gia đình. Dùng thay cơm vừa ngon, lạ miệng, vừa tiện lợi. Độ dẻo của bánh là rất là dẻo mà dây của bánh. Miếng bánh thì rất là vừa vặn, mà bánh này thì có thể là ăn hàng ngày thay cho bữa sáng hoặc bữa trưa rất là tốt. Khi ăn thì cảm thấy có vị béo thì của mỡ và vị thơm của hành lá là mang cái tính đặc sản của quê hương. Hiện trên địa bàn thị trấn Yên Lạc đã có trên 200 hộ làm bánh hành, nhưng có lẽ ngon và nổi tiếng hơn cả vẫn là bánh tai mèo ở thôn Vĩnh Tiên. Nghề bánh của làng văn hóa Vĩnh Tiên được sự trà truyền có nối đến hiện tại là mọi gia đình cũng đã làm được bánh tai mèo. Nó thể hiện là giữ được sự tín nhiệm của đông đảo người sử dụng, mà hiện tại bây giờ đã phục vụ cho nhiều các đám và lễ hội. Không những thế là món ăn trước kia là chỉ ăn sáng, mà hiện tại nó đi vào bữa ăn hàng ngày. Vâng, thưa quý vị và các bạn, món bánh hành tây mèo hay còn gọi là bánh hành đã trở thành món quà quê rất đỗi gần gũi thân thuộc đối với mỗi người dân thị trấn Yên Lạc và nhân dân của vùng quê Yên Lạc. Khi thưởng thức món ăn này, chúng ta phải cắn chậm rãi từng miếng và nhai thong thả mới cảm thấy được hết vị ngon, đậm, thơm của món quà quê này. Và khi thưởng thức xong rồi thì dư vị thơm ngon của nó vẫn còn đọng lại mãi trong tâm trí của các bạn. Khi có dịp trở về Yên Lạc, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến thôn Vĩnh Tiên, thị trấn Yên Lạc để cùng nhau thưởng thức món quà quê rất đậm đà bản sắc của nơi đây.